Vâng, xin được kính chào quý anh chị em và các bạn đến với siêu thị ô tô Bica Hà Nội, một trong những đơn vị phân phối những dòng xe ô tô đã qua sử dụng được đánh giá là lớn nhất Việt Nam. Anh chị em thân mến, thì hôm nay chúng tôi vừa về thêm cho quý anh chị các bạn một cái mẫu xe thuộc dòng xe Corolla Tiếp rất được yêu mến tại thị trường Việt Nam từ những năm 2003. Xe này là Corolla Tiếp 2 phiên bản 2.0 các bạn nhé, 2.0, sản xuất năm 2010 và đây là form mới rồi. Đây các bạn có thể nhìn thấy ở ngay cái hệ đèn hậu phía đằng sau, đây là form mới các bạn nhé. Atit 2010 thì có tới 3 phiên bản, trong đó là 2.0, 1.8 số tự động và 1.8 phiên bản MT hay gọi số sàn các bạn nhé. Chúng ta sẽ đi một vòng để có thể trải nghiệm cái dòng xe này cụ thể thế nào các bạn ạ. Xe này thì đã được chủ cũ sơn xi rất là đẹp. Đấy, gần như chúng ta không cần phải về phải sơn xi lại bất kỳ một cái chi tiết nào nữa các bạn nhé. Anh chị em nhìn rõ không ạ? Cái phiên bản 2.0 này thì có mâm xe dạng 5 chấu các bạn nhìn này, trông khỏe khoắn và thể thao hơn nhiều. Màu nâu vàng khá đẹp các bạn nhé. Khi mà các bạn mua một cái mẫu xe đã qua sử dụng thì các bạn sẽ phải quan tâm đến khá nhiều các yếu tố. Xe có bị tai nạn hay không, có bị ngầm nước hay chưa, tháo cổ máy hay không, và giấy tờ an ninh an toàn có đảm bảo cho quý anh chị em các bạn hay không. Thì nếu anh chị em nào đang quan tâm đến vấn đề giá xe thì có thể tua nhanh đến đoạn cuối của video clip. Còn nếu anh chị em nào mà không có điều kiện thời gian đến trực tiếp tại showroom tại số 17 Phạm Hùng đối diện bến xe Mỹ Đình thì chúng ta có thể lán lại một chút con màn ảnh nhỏ để có thể trải nghiệm sâu hơn. Chúng tôi sẽ quay kỹ hơn cho các bạn về chất lượng keo. Đấy, từng những cái keo chỉ tắp vi cửa. Đấy, của các dòng xe này, của dòng xe này cụ thể thế nào các bạn nhé. Đấy, các bạn nhìn. Anh chị em nhìn rõ không ạ? Rồi, chúng ta sẽ xem phần cốp sau. Đấy, anh chị em nhìn thấy không ạ? Cốp sau đây ạ. Đây, cốp sau chúng ta sẽ quan sát được lốp dự phòng này. Và quan sát được xem xe có bị tai nạn, nó bị ảnh hưởng đến cái cốp sau hay không các bạn nhé. Đấy, còn nếu trong trường hợp bị ảnh hưởng cốp sau thì chúng ta tốt nhất là không nên mua các bạn nhé. Đấy, được cái keo chỉ các bạn nhìn này. Anh chị em nào mà thấy chúng tôi quay tốc độ nhanh quá thì có thể comment xuống phía dưới giúp tôi nhé, để chúng tôi điều chỉnh cái tốc độ quay để các bạn có thể nhìn rõ hơn. Đấy, các bạn nhìn này. Chất liệu ghế da các bạn nhìn này. Đấy, chất liệu ghế da nguyên bản theo xe các bạn nhé. Chất liệu ghế da nguyên bản theo xe. Xe này thì theo tôi cảm nhận cá nhân thì rất ít người ngồi ở đằng sau, nên cái chất liệu ghế da vẫn còn rất là nguyên bản này. Đấy, các bạn nhìn thấy đẹp không ạ? Xe được khách hàng này tôi nghĩ là chắc chắn là quan chức rồi, bởi vì không tiếc tiền để chi thêm rất nhiều những cái phụ kiện. Ví dụ đơn giản như cái hai cái màn hình này. Đấy, hai màn hình nó sắc các bạn nhìn đấy. Ốp bậc lên xuống mạng chrome được trang bị đầy đủ nhé. Xe trang bị khá nhiều phụ kiện, có dán phim Nhật chính hãng, trải sàn CVD cao cấp vào nhé. Đây keo chỉ đây. Đấy, chất liệu ghế da này. Xe thì các bạn có thể nhìn thấy là xe được trang bị rất nhiều phụ kiện, có gồm có màn hình DVD, camera lùi, engine startup này, chìa khóa thông minh, đấy, hộp số tự động vô cấp rồi các bạn nhé. Động cơ mới. Cái phiên bản 2.0 này thì được trang bị tốt hơn nhiều so với 1.8, bao gồm có lưỡi chuyển số trên vô lăng, có chìa khóa thông minh, có màn hình DVD, camera lùi, có điều hòa tự động các bạn nhé, điều hòa tự động. Về động cơ, chúng tôi cam kết cho các bạn là xe không bị tai nạn, không bị ngập nước, không bị tháo cổ máy, giấy tờ an ninh an toàn đảm bảo cho các bạn sang tên chính chủ bình thường. Và nếu anh chị em nào đang quan tâm đến mẫu xe này, đặc biệt là về giá cả, thì chúng tôi đang chào bán với mức giá là 445 triệu đồng, giá thì có thể thương lượng được. Nếu anh chị em nào đang quan tâm đến những mẫu xe đã qua sử dụng thì ấn like, subscribe kênh, chúng tôi sẽ dành tặng cho những anh chị em đó một cái phiếu giảm giá trị giá từ 5 đến 15 triệu đồng vào ngay trong tài khoản của quý anh chị các bạn. Chúc quý anh chị các bạn thật nhiều sức khỏe và hẹn gặp lại quý anh chị các bạn tại số 17 Phạm Hùng, siêu thị ô tô Bica Hà Nội. Xin được trân trọng cảm ơn và hẹn gặp lại quý anh chị các bạn.